Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường đi thăm bẫy rắn nha các bạn. Luồng bẫy ngày hôm nay thì mình thăm cũng 35 cái các bạn ơi. Luồng bẫy này thì cứ gọi mình thăm, nói chung dít cũng im lắm. Nói chung cỡ dạo này á bạn, vô tháng 10 rồi nha các bạn. Cho nên là rắn cặp nó chạy mạnh lắm. Hôm gà mình thăm luồng bẫy nào cũng vậy chứ các bạn ơi. Gắn cặp là nói chung là đi cử 3 4 cặp, 4 5 cặp là bình thường các bạn. Cỡ này là nói chung là chưa thấy tháng nào mà nó chạy gắn cặp nhiều như tháng 10 nha các bạn. Tháng 10 là tháng đỉnh điểm của gắn bắt cặp á, cho nên ở miền Tây mình thì thông thường là hậu hành nói chung là đặt dính ưa cặp cỡ này lắm bạn. Khu nào ha mà mình đặt xuống mà thấy còn ngon mà còn được như còn ghim rồi nha các bạn. Nói chung là chạy cặp mà chạy gắn lớn nhiều nữa đó. Thì cái luồng bẫy ngày hôm nay á, mình thăm cử này đâu cũng cỡ 9-10 cử vậy các bạn. Do mình cũng thăm hơi lâu nên mình cũng không nhớ. Thì mình cũng có chạy nền số nha các bạn. Chỗ nào chậm dính thì mình cũng rút chạy nền đó. Cho nên giờ nó có về điểm mới được số rồi. Cho nên mình hy vọng hôm nay nó sẽ có dính nhiều ha. Còn bây giờ thì mình chở máy lại, mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bẫy 35 cái ngày hôm nay, coi có trúng như mấy cử trước không nha các bạn. Đằng trước đây là cái bẫy đầu tiên của chuyến thăm hôm nay. Nói chung là nãy ở đầu trong mình có hai cái nhưng mà mình chưa thăm được các bạn, do chỗ đó có người ta nhiều quá nên mình đi qua luôn rồi, hơi mình quay lại thăm sau. Thì hành trang mình đây nha các bạn, chuột lưới túi lúa, bữa nay chuột hơi bự bạn ơi. Dưới đây là cái bẫy đầu tiên của mình, bữa nay thì mình không có đem bẫy xe cua. Những cái chỗ nào chậm dính thì mình sẽ chạy nền, tại cỡ này là cỡ đỉnh điểm của gắn đi các bạn, mà mấy chỗ nào không dính nữa thì mình kiếm đường chạy nền các bạn. Chứ cỡ này là nói chung đặt gắn là hiệu quả lắm, gắn nó chạy mạnh lắm. Rồi cái bẫy này hí ra thấy có phân luôn nữa bạn, nằm bệt chứ trắng trắng. Để anh lấy gần cây nha bạn. Ừ, cũng nhẹ. Luồng này á, cử rồi mình thăm mới có 5 cái bẫy, nó chạy cho mười mấy con gắn nữa. Rồi con gắn 3 hay con gắn nhiều gì đầu tiên, để mình ra đây mình bắt ra luôn bạn. Gắn này không biết được gì không nha các bạn, tùy ông bảy. Mới mở hàng cái đầu tiên lụm con, cử rồi đi luôn này gì bạn, mới thăm 5 cái bẫy nó chạy cho 12 gắn. Cái bẫy đầu trong mới là cái bẫy đầu tiên, nhưng mà do cái bẫy đó mình chưa thăm được, có chủ vườn thôi mình bỏ mình đi qua luôn. Thôi mình trở lại mình thăm sau. Khu nào mà có gắn vậy các bạn, nó nào ngay kiếm điểm ghim thì khó nha bạn, chứ còn mấy khu nào có gắn mà điểm ghim ha là chạy gắn lớn, còn mấy khu mà người ta đánh rồi đồng nghiệp tụi đánh rồi thì còn lại thì gắn còn sót lại mới có lớn, còn không mấy nó gắn 3 với gắn nhì đa số. Mà con này là gắn 3 đầu tiên, gắn 3 này tầm cỡ lạng gửi. Rồi giờ để mình bỏ vô đặt lại cái bãi này nha bạn, đi tới cái tiếp theo. Mới mở hàng cái đầu tiên con cũng im rồi đó. Trước đây mình có cái bẫy mà nói chung cỡ này mà cái khu nào mà mình đặt mình thăm 2-3 cử mình không dính nha bạn là mình chạy nền hết, tại cỡ này là cỡ đỉnh điểm gắn nó chạy nha bạn. Tháng 10 là cái tháng gắn cặp nó chạy mạnh nhất, cho nên khu nào mà nó không có gắn là nó không chạy thôi, chứ còn có là chạy. Kỳ hởm còn neo bẫy, chứ còn cỡ này là mình đặt mình di chuyển bẫy mau lắm, do số lượng gắn cỡ này nó đi mạnh. Đây mình cũng có một cái nè. Rồi cái này hí ra thấy có phân nha bạn. Phân. Ồ, cũng nặng nặng bạn ơi. Con gì đây? Hồi ơi con có hành nhì ha, con hành nhất vậy bạn ơi. Bẫy khá là nặng. Để mình đi gan cái bạn. Để mình xích xuống mé này mình bắt ra bạn ơi. Tại ngay đây cái đường. Cái đường vô vườn của chủ vườn. Để tháo gần cái thử rồi. Mấy con này, như mình thấy hình như 2 con. Thấy nó cũng lớn hơn mà sáu nặng. Rồi ơi, một cặp bạn ơi. Quá đã. Ngon lành nha bạn. Một con gắn 3. Một con gắn 3, một con gắn nhất bạn ơi, con này chắc cỡ 6-7 lạng nha bạn. 6 lạng, 6 lạng ngoài 7 lạng vậy. Hồi ơi đã.
không lẽ giống cứ chiến gọi sao bạn, chiến gọi mình thăm cái luồng này mới năm cái bãi đầu tiên thôi không, là nó chạy đâu là mười mấy con gắn, chạy 12 con, còn này mới cái thứ hai chạy cho 3 con rồi nè, chạy cặp cặp mình thấy ham. Khu này làm như muốn còn riêng thế gì các bạn, khu này thì người ta trồng vườn, làm vườn, bên làm vườn bên trồng chuối. Gà nha bạn, gà gắn nhất trước, gắn nhất này thì không lớn hung mà được nhất là được rồi nghe bạn. Con này chắc mình đoán tầm cỡ 6 lạng rưỡi rồi bạn ơi, 6 lạng đổ lên, 6 lạng rưỡi đổ lại chứ không quá lớn nha bạn. Thì quê mình 6 lạng ta mới bắt gắn nhất. Một em mình có một luồng bẫy mới nữa bạn, luồng bẫy mới đó thì mình mới thăm cử đầu, mình thăm mấy cái cử kế tiếp đó, thì nó hao bẫy quá cho nên luồng đó mình cuốn rồi. Luồng đó mình có đăng một cái video mình nói dùng đặt mới các bạn. Nói chung cỡ này đi đặt mà trúng mấy điểm mà phá là bắt buộc phải cuốn các bạn để nó hao quẩy được. Con này tầm cỡ 2 lần rưỡi các bạn. Cặp á. Cặp này thì đâu còn cỡ 6 lần rưỡi, còn cỡ 2 lần rưỡi. Rồi, ngon lành, để mình bỏ vô bạn ơi, đi tới cái tiếp theo. Quả phợi. Mới vô thả hai cái làm con nhất là thấy vững tinh thần nha các bạn. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Rồi cái bẫy này mình thấy hí gà, thấy hổ hành ba bạn. Nhỏ. Mình lấy lên cái dính dưới cỏ này. Trời ơi cái này nó chạy cho một cặp nữa bạn ơi. Nhét xuống đó dính sình quá. Rồi, để xích lại đây mình bắt ra luôn bạn. Cái này nó dính hai con, hai con ba. Cái này có nhiều gắn rồi nó bắt cặp nó chạy nùi nùi đó bạn. Thấy ham hổm gà mình đi thăm cử nào cũng có gắn cặp chứ. Cử mấy cặp không? Hên cái khu nào mà chưa có ai đánh thì có gắn cặp lớn các bạn, còn không mấy nó cặp chạy cặp nhỏ, nếu có người ta bắt rồi thì nó giảm lượng gắn lớn xuống sẽ chạy gắn nhỏ gắn ba. Con này cỡ 2 lạng. Một con. Con này cỡ 1 lạng hả bạn ơi? 1 lạng không tới 1 lạng nữa, chắc được 1 lạng. Rồi hai con này đâu cỡ khoảng 3 lạng ngoài. Để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Quá đã bạn ơi, vô mới mấy cái bãi chạy thấy ham. Ê gì gan gì cử gọi cũng vậy bạn. Rồi mới vô năm cái bãi đậu luôn nãy chạy cho 12 con gắn nữa bạn. Rồi, để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Khu vườn chuối này tối có cò vậy đây ngủ nữa. Thải phân nè. Này ở xa nhà mình chứ gần gần mình đem lưới tàng hình mình đánh cò này được, đánh trong mấy vườn chuối này dính đã lắm. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Trời ơi hí gà bạn thấy gì không, dấu hiệu này là dấu hiệu ngon lành nha bạn. Nặng không đây cơ cũng khá khá bạn ơi. Thôi rồi con hành gì hết gì nghe bạn, quá đã nặng phanh kia bạn. Thải một bạch thăng lên đó. Quá đã bạn ơi, con này nhất hay gì mình cầm thấy cũng nặng nặng nghe bạn. Đúng là đỉnh điểm tháng 10 thì không bạn, một cặp nữa nè các bạn, hai con nữa nè. Hình như hai con gắn nhì thế gì nghe bạn. Hay là con nhì cũng nhất gì. Có được nhất chứ cũng không lớn hung. Tháng 10 này là cái tháng đỉnh điểm ở miền Tây mình. Nói chung là đỉnh điểm để gắn cặp chạy mạnh. Cặp bạn ơi,
chắc con cỡ khoảng 3 lạng, 3 lạng ngoài con cỡ 5 lạng, 5 lạng mấy, 6 lạng gì nha bạn. Con này mình không biết nổi nhất không, chắc không nổi nhất quá. Con này chắc cỡ 5 lạng, 5 lạng ngoài. Một cặp nữa. Thời tới cả không nổi bạn ơi. Mới vô máy bể chạy gì nữa rồi đó. Đây, nãy giờ nhiều gắn nè bạn. Nãy giờ như mới được con còn gắn nhất à. Còn gắn nhất với số gắn 3 nha bạn. Đúng rồi, còn nhất với mới gắn 3. Tới đây cặp này được hai con gắn nhị bạn ơi. Để anh nhìn coi phải không. Thường thường mình nhớ mấy gắn lớn không, gắn 3 mình cũng ít nhớ nữa. Đúng rồi, được con nhất một bạn. Con nhất với mấy gắn 3. Tới đây làm cho một con hai con gắn nhì ngập hôm cỡ này. Dạ đi em. Cỡ này nó vô bẫy nó nằm nó sẽ phanh một vùng. Con này chắc cỡ 3 lạng nữa bạn ơi, 3 lạng, 3 lạng 2 chứ không quá lớn nha bạn. Thì nói chung nó vừa đủ nhì là được rồi. 3 lạng là quê mình bắt gắn nhì rồi. Còn con này bự hơn. Rồi ra đi em. Ồ, tôi gì đi trên. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Con này gắn đực thôi gì nha bạn, gắn bự mà sao gắn đực miếng già sập nè. Gắn này chắc cỡ 5 lạng. 5 lạng, 5 lạng mấy bạn ơi, chứ 6 lạng không nổi, có dài nữa bạn. Gắn đực. Vì ở đây còn chắc gắn cái bự luôn. Con này chắc cỡ 5 lạng, 5 lạng ngoài nha bạn. Rồi, bẫy này chạy cho con cặp gắn nhì. Tới đây là thấy sống khỏe đó bạn, mới thăm mấy cái bẫy là đủ sống rồi đó. Cỡ này mà điểm nào mình đặt mà đừng có bị bẫy tặc được nha bạn, là nói chung là trúng lắm, được mấy cái điểm ngon ngon, gắn chạy kinh. Rồi giờ để mình bỏ vô bạn ơi, đi tới cái tiếp theo. Quá đã. Trong đây có cái bẫy nữa. Ừ, cái bẫy này mình thấy dính gắn mối bộ hao chuột cái gì nha bạn. Không thấy phăng. Ừ, cũng nặng nặng con gì đây. Sao thấy con gắn mối vậy mà con gì nữa. Thôi ừ, con hổ ngựa bạn ơi, hổ ngựa bích lợp. Ngựa. Ngựa vàng nghe bạn. Ngon lành. Trời ơi, không có hành con ngựa cũng được. Chứ nói nào ngay con hổ hành nó là vô đó bạn. Hổ ngựa thì giá trị nó không bằng hổ hành. Nằm một cục đã không. Dính còn gắn mối nha. Ngựa này bự nha bạn. Ngựa này đón chắc cỡ 7 lạng. Loại gắn này thì nó cũng không có độc mà nó cũng hung lắm. Mình một tay cũng khó bắt ra lắm. Nên đa số mình ít có bắt ra. Mình ngưng máy mình mới bắt được ha. Mình chỉ quay bạn xem cái thôi. Lò này thì nó ra ngoài nó sẽ táp mình chạy xước. Còn mình sử dụng hai tay á, thì nó làm không kịp mình các bạn. Còn một tay mình chụp không kịp nó đâu, nó lẹ lắm. Đã không bạn. Bẫy này giờ chạy thêm mê thiệt. Bữa nay có khả năng là trúng lớn nha các bạn. Hãm gài thì mấy luồng bẫy mình luồng nào thăm cũng ngon bạn. Nhưng mà có những luồng á, là cả nhiên mình không lấy được video á, là do những luồng nó mắc bẫy bạn. Mình không dám quay. Nếu quay mình đăng lên nữa mình sợ mắc bẫy á. Rồi nhiều khi mình cuốn bớt. Nên là hướng sắp tới mình kiếm điểm mới đặt nữa bạn ơi. Mấy chỗ cũ cũ đặt rồi, một là chạy gắn yếu, còn hai á là cỡ như ưa bị mắc bẫy, mình quay nhiều lần quá là nói chung dễ mắc bẫy. Nên mình đi thăm á, nhiều khi những cái bẫy không dính á, mình cũng ít có quay, nhiều khi mình chỉ quay rồi về mình chỉnh sửa video mình cắt bỏ bớt một ít rồi để nhiều các bạn. Để nó lộ điểm bẫy. Dễ mắc bẫy. Chứ còn cỡ này mà chỗ nào yên tĩnh ha, đừng có ai phá bẫy tặc rồi mình đặt nó chung chúng. Cỡ này là cỡ đỉnh điểm của gắn ở miền Tây mình đi mạnh. Rồi bây giờ để mình bắt con này ra. Đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Con này cả tầm 7 lạng. Quê mình trên cánh đồng, hiện giờ nông dân cũng bơm nước mà. Nên nhiều khi đi gần gần mấy chỗ người ta bơm nước tiếng có ồn các bạn thông cảm không. Chuẩn bị xạ bạn ơi. Chuẩn bị xạ lúa đông xuân.
cứ gọi lại đây thì chưa có cho mấy dấu đào rồi, còn giờ người ta đào dọn chuối gì các bạn, mình đặt ở trong đây nè. Cái bẫy này cứ gọi như dính gắn nước hay vậy. Hồi cử này hí ra thấy không hành nằm kìa bạn, không hành nằm kìa, không hành ba hay gì nghe bạn, ngốc còn gắn nó nằm kìa bạn. Ba hay nhì vậy bạn ơi, ừ con gắn nhì ngon quá. Cỡ này thì đặt bẫy á, ưa bị hao rồi bạn biết sao, người ta dọn bờ á, ta dọn bờ đừng chân bi xả bạn. Nhiều khi ta không thấy ta đạp bẫy mình sẽ gắn không chừng, nhiều khi bị mắc không chừng. Con này chắc cỡ 3 lạng, 3 lạng rưỡi chứ không quá lớn nữa. Cởi, có nhị là được rồi. Bữa nay mà bẫy nó chịu chạy gì đây tới cuối mà, sắc đầy cái túi gắn nó không chừng. Gắn mình thấy tình hình bữa nay đi rất là mạnh. Mấy cử rồi, không gà mình đăng mấy video, video nào cũng vậy mà. Mình đi thăm thấy nó dính mạnh mạnh không, dính đỡ đỡ luôn, luồng nào cũng như luồng nấy. Tới thời điểm gắn đi đặt dễ dính, còn có lúc nó không chịu đi rồi cái ha, mình đặt nhiều khi đi thăm thăm thẳm mà không thấy dính, có khi nó chịu dính rồi, cái nào nó cũng dính con hay con, con hay con. Trời, nó nhào ra nó chui liền ha. Con này tầm 3 lăng gử bạn ơi, gắn nhì. Con này nó cũng 3 gắn nhì các bạn, ba con nhện con nhất rồi đó, dân số gắn ba con khổ ngựa dính bự bự cỡ lớn cho lên mà mau vô ký mà mau có tiện. Còn gắn ba thì chủ yếu phả thiền chuột, bữa nào nó dính nhiều thì lại chụp đỉnh thôi, còn mà dính gắn bự này rồi, bữa nào mà dính gắn bự này nhiều là trúng lúc rồi. Giờ để mình đặt lại cái bãi này các bạn ơi, đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy, bẫy này cứ gọi mình mới chăm vô thêm nha bạn, mình đem bẫy xe cua theo thấy mấy khu nào dính mình đặt thêm. Cái bẫy này không thấy phân phiếu chừng họ rồi dính bạn ơi, dính hổ ngựa bành kia nữa nè, gài hôm xuống rồi. Bữa nay đúng là thời tới cản nổi rồi, bẫy nào cũng dính chứ. Để mình kiếm chỗ mát mát bắt gắn ra luôn. Con ngựa này bích lợp, ngựa này 6-7 lạng, 7-8 lạng gì nữa. Hồi rồi nó dính một cặp bạn ơi, một con gắn hổ ngựa, một con gắn hổ hành ba. Bó tay. Tiếp tục gắn cặp nữa. Bữa nay một ngày gắn cặp kinh điển. Nãy giờ mới thăm có nhiêu đây. Mấy kilo gắn à. Thăm hết cái luồng bẫy này mà nó chạy kiểu này, cái túi này chứa chắc không nổi nữa. Mà cũng hên xui nha các bạn. Cử gầu thì cái luồng này mới vô cũng dính nhiều lắm rồi, cái cuối nó cũng dính yếu lại. Còn bữa nay thì không biết sao, bữa nay nó cũng dính cũng nhiều nữa nè. Hy vọng đây tí cuối nó dính được dự là nhiều lắm. Nãy giờ mình mới thăm mấy cái bẫy mà nhiều gắn nè bạn. Mấy cái lô gắn rồi đâu, 2 ký mấy gắn rồi. Luôn con này nó dám có cỡ 3 ký, hơn 3 ký rồi mà chưa có nhiêu cái bẫy chứ. Gắn bữa nay chạy con chạy cặp, chạy con cặp nó chạy đã lắm mà. Nãy giờ không mình được ba con nhì, ba con nhện con nhất, tại nó chạy cặp mau vô ký lắm mà. Ba nhện nhất cái mấy gắn ba, con ngựa này là con ngựa thứ hai. Hồ gớm mệt thiệt. Thì cái lò gắn này các bạn nó cũng không có độc nha các bạn, nhưng mà con cái mình ta mình bắt ra khó lắm, thì các bạn cũng cho mình qua cái ha. Con này thì cỡ cũng 6-7 lạng cỡ con nãy vậy bạn. Con này cho khả năng chắc nó nặng hơn chút. Còn con hành ba này thì chừng cỡ khoảng lạng ha. Đã không bạn? Rồi giờ để mình bắt ra đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Dưới đây cũng có cái bẫy, nãy còn 2 cái bẫy mấy bên kia nãy mà mình chưa thăm được, do chủ vườn ta ở đó hơi chắc mình lại có dính, mình đổi bẫy xì cua luôn rồi, tại người ta ngồi đó hoài. Hồi ơi cái này hí ra bạn thấy phân nè, đã không bạn, gắn nhì hay gắn ba gì nằm phanh đó. Này cái con, cái con, cái hai con nhìn thấy ham. Thôi gắn này chắc được gắn nhì nha bạn, nhì mà nhì này cũng không lớn hung, cả 3 lạng, 3 lạng ngoài.
Bữa nay đi thì nói chung mấy cái điểm nào chậm dính là mình cũng cuốn chịch nền đó bạn. Nói chung chịch nền cũng không xa bạn, nhiều khi bờ này mình chịch qua bờ kia một chút, hoặc là đầu này mình chịch đầu kia một chút, vậy mà chảy nha bạn, để một điểm quả chứ nó không chảy. Chạy tăng cho đó hết gắn cái là mình phải đi về điểm mới, đi về chịch qua chịch lại một chút lại chạy tiếp. Nhằm luôn bảy mình ăn cả chục cử rồi đó, mà mình chịch tới chịch luôn chạy hoài. Con này tầm cả 3 lần gửi bạn. Con nhì này nữa được 4 con nhì nha bạn. 4 con gắn nhì rồi đó. 4 con nhì, 1 con nhất. 2 con ngựa dưới mớ thành 3. Con này 3 lần gửi, cứng 3 lần gửi không chừng. Quá đã. Bữa nay gắn chạy kinh điển bạn ơi. Hy vọng là đi về tới nó chạy nhì hoài là hơi cứng túi mình luôn bạn. Cái túi mình thì chứa tầm cỡ 9 kg nha bạn. 9 kg em có khả năng trên 9 kg đó. Để bữa nay thì coi nó có phá nổi kỷ lục đó không. Chứ mình thăm từ đầu mùa giờ có mấy cử là 8 kg mấy thôi nha bạn, chứ chưa được 9 kg, 8 kg mấy, 8 kg mấy thôi mà. Là nhiều nhất rồi đó. Còn bữa nay thì không biết sao, tới đây nãy giờ con này nữa chắc cũng cỡ 3 kg ngoài rồi đó bạn, mà chưa có nhiều bẫy chứ. Rồi để mình bỏ vô bạn ơi. Đi tới cái tiếp theo. Dưới đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này không thấy phân nè. Bẫy này còn chuột. Tặng cho em nó một lúa, hy vọng cử sao. Cặp mấy đường đây mình cũng có đặt một cái mà. Chỗ này có người ta nên mình nói chuyện nhỏ các bạn thông cảm ha. Hồi ơi bạn thấy hí gà thấy cái bẫy phân, thấy cái hông của hành không bạn? Con hành nhị bạn kia nha bạn. Quá đã. Hồi ơi cái này nó chạy cho một cặp bạn ơi, chạy hai con. Con gắn nhị, con gắn ba. Thì cái bẫy này mình kiếm chỗ khác mình bắt gắn ra nha bạn. Tại chỗ này có người ta để mình đổ bẫy sợi cua. Hơi nữa mình kiếm chỗ khác bắt gắn ra. Thì mấy cái bẫy nào dính khúc này thì chắc mình đổi, mình rút bẫy hết nha bạn. Rút bẫy đi chỗ khác bắt gắn ra rồi hơi mình quay trở lại mình đặt sau. Tại mình cũng không có đem bẫy sợi cua được nhiều á. Sáng mình không có đem mà mình rút mấy cái nãy giờ mình cũng dậm dậm lại rồi. Mấy chỗ nội miêm mình cũng đặt lại. Mấy chỗ nào thấy có dính là mình chăm bẫy thêm. Mình rút bẫy chỗ nào không dính mình về qua. Rồi giờ để mình đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Chỗ nào trống trống mình bắt ra hàng gắn này ra coi. Thôi chỗ này gắn gắn người ta mình bắt hàng gắn này ra bạn ơi. Đừng lấy bẫy làm xe cua. Hai tay gắn nó chạy nhiều. Nãy mình cũng cuốn cả hai cái mà mình không có quay. Giờ mình chạy nền đó bạn. Con này nó quay cái nó quậy cái đầu hay chạy nha các bạn, cho nên mình né né máy cái nha. Nên bắt nó ra mình quay bạn xem. Này tới một cặp rồi bạn, hai con. Con gắn nhị đâu cỡ 4 lạng, con nhị chậm lắm. Nhưng con gắn 3. Tạm đặt có mấy cái bẫy cặp mấy đường. Ra đi em, ra đi em. Gà nha bạn. Để nó chạy miệng để mình sửa lại cái quay bạn xem ha. Giờ nó vô nó xòi cái bẫy mình mà. Đây bạn, con này gắn nhị nha bạn, con này tầm cỡ 3 lần cử 4 lạng. Còn chậm con nữa bạn, con kia gắn 3. Nói chung là ngon lạnh bạn ơi. Quá phê. Rồi cái bẫy này mình để mình bắt gắn ba ra nghe bạn, bắt gắn ba ra xong mình đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Nói chung là chạy bữa nay gắn cặp chạy thấy ham quá đã. Đặt mấy lộ đây một cái nữa bạn, có số 7 mình đặt hơi gần lộ một chút. Hồi bẫy dính nữa bạn ơi. Hồi vô con hành nhì ha, hành nhất gì các bạn, hành nhì, nhì bạn kia nữa nè. Bữa nay bảy cái nào cũng chạy chung luôn. Cái một con, hai con, cái một con, hai con chạy kinh điển. Con này có khả năng được nhất nha bạn. Nó không nhất nó cũng gắn nhì mà nhì đại các bạn. Giờ để mình đổi cái bẫy khác bạn.
đổi bãi khác hơi, kiếm chỗ khác bắt bắn ra tiếp tục. Thì cái khúc này á, mình đặt tới 4-5 cái bẫy luôn nghe bạn, cho nên là mà có khả năng là nếu có dính chắc mình rút luôn, mà rút rồi đi chỗ khác bắt gắn hơi quay trở lại mình đặt sau nữa bạn. Tại cặp mấy lỗ, mấy điểm này ngon quá nên mình cố gắng giữ lại. Bẫy này hơi xẹp xẹp, mình dính gắn bành kia rồi, để mình đi tới cái tiếp theo. Thì mình đi ra đây mình bắt mấy con rắn nha nghe bạn. Nói chung nãy mình cũng mới thăm cái này cũng chạy còn không ngựa nữa nè bạn, nhưng mà mình không có quay được ha, mong các bạn thông cảm. Tại vì chỗ đó cặp mấy lường quá trời bạn ơi. Mẫu ngựa này thì không lớn hơn nữa bạn. Ngựa này đâu chừng cỡ khoảng 4 lạng gì à. Mình đặt cái cặp mấy lộ đó không 5 cái, mình thăm đâu nó chạy 3 cái nha bạn. 3 cái mà được đâu 4 rắn, con cái chạy cặp. Mẫu ngựa này cỡ 4 lạng nửa ký nè. Đây, con này là con ngựa. Còn con này là con hổ hành nè bạn. Hổ hành này mình không biết được nhất không nè. Con này thì hồi nãy là mình có quay nghe bạn, nhưng mà mình không có bắt ra được tại cặp mấy lộ á. Thì tới đây mình bắt nó ra, hy vọng nó sẽ được nhất bạn ơi. Không nhất cũng nhị ha. Hôm nay gắn chạy thấy mơi. Nãy giờ không là thăm chưa có nhiều bẫy hết, mà nó chạy là nãy giờ là 4 con gắn, 5 con gắn nhị rồi đó bạn. 5 con nhị rồi đó. 5 con nhị, 1 con nhất rồi đó. Còn gắn 3 vô ngựa là mình không tính đó. Chạy một túi cứ ngắt. Bữa nay có khả năng cứng túi nè. Nếu đầy tới cuối mà nó chạy gì nữa mình bảo đảm luôn ha, là bữa nay cái túi mình chứa không hết. Trời ơi, không ra đi trên hoài em. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con này chắc nhị chứ nhất không nổi các bạn. Ôi, con này nó muốn nhất luôn bạn ơi. Con này cỡ 6 lạng luôn á. 6 lạng, 6 lạng 2 gì đây. Con này chắc mình đón được nhất nha bạn. Nếu mà con này được nhất nữa mình hai con nhất đâu. Con này mình đón 6 lạng, 6 lạng 2 chứ không lớn quá khủng nha bạn. Quê mình thì 6 lạng tao bắt gắn nhất rồi. Nói chung mà có gắn nhất là mừng lắm rồi. Tại có gắn nhất các bạn, gắn nhất cái doanh thu nó cao hơn mấy gắn kia. Gắn nhì với gắn nhất thì im lắm. Con này như nhì đi bạn ơi, mình đón nhất không nổi đâu. Con này chắc mình đón nó tầm cỡ 5 lần 7, 5 lần 8. Con gắn nhì này nữa là cũng 6 con gắn nhì các bạn. 6 con nhì con nhất rồi đó. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nha các bạn. Mình di chuyển qua điểm mới để chỗ khác. Tại vì mình đặt một chỗ vài cái chứ mình không có đặt được nhiều. Còn có cặp mấy lộ nãy mình đặt đâu 5 cái mà nó chạy cho 3 cái mà nó chạy cho 5 con gắn, 4 con chứ. Đúng rồi, con hành nhà, hành nhì này với nãy cặp con nhì, con 3. Với giờ tới đây, cái này thì mình quay không được, nãy con không ngựa. Rồi, giờ để mình bỏ vô, đi tới cái tiếp theo, quá đã. Bụi tre này mình cũng có đặt cái bẫy. Mới thăm chưa nhiều bẫy chân mà sắp nặng vỏ rồi bạn. Thôi ơi, cái bẫy này dữ lắm nặng bạn ơi. Cái bẫy này chừng 1 ký á. Hy vọng có hổ hành chứ đừng hổ ngựa nha bạn. Hy vọng hổ hành coi, hổ hành nha. Thôi ơi, con hổ hành bạn ơi. Hình như một con gắn 3, hai con gắn nhì, con gắn nhất gì nha bạn. Con nhì con nhất hay gì á. Quá khứ rồi bạn ơi. Coi cái phanh nó kìa bạn. Hàng chim cẩm bẫy. Bạn thấy cái bẫy mà để thịt thịt gì nè. Rồi, để mình xích lại đây. Vỗ bóng mát mình bắt nó ra bạn ơi. Bữa nay bẫy, không có bẫy nào mà một hai cái là chạy, một hai cái là chạy, nhiều khi nó chạy liên tiếp luôn mà. Nãy giờ là chạy liên tiếp, hình như mình nhớ không làm có một hai cái không dính gì. Hết biết đã rồi bạn ơi. Sướng tơi ngừ. Phân nó thịt đầu này nha bạn. Một con nhất, một con nhì. Nhất này bự à. Quá khứ cặp gắn này à. Cứng ngắt cái bẫy luôn rồi bạn ơi. Một con đâu chừng 7-8 lạng à. Một con đâu chừng 4 lạng nha bạn. 4 lạng, hơn 4 lạng không chừng nữa đó. Hầu rồi cái bẫy này nó chạy 3 con bạn. Con gắn 3 nữa nè. Gắn này gắn 3 nha bạn. Gắn nằm dứng nè. Hầu rồi nó vô cứng cái bẫy luôn bạn ơi. Phải nói bởi vì mình chưa thấy tháng nào mà bẫy gắn cặp hiệu quả bằng tháng 10 nha bạn. Gắn mấy tháng trước á, thì gắn cặp nó cũng có chạy nhưng mà thưa bẫy lắm bạn. Xa xa một cái hoặc lâu lắm mấy, nhiều khi thăm mấy cử mới chạy được cặp. Còn hổm gài là nói chung bước tháng 10 rồi là mình thăm hổm gài đỉnh điểm. Cử nào cũng là từ 4-5 cặp, 5-6 cặp, 4-5 cặp, 5-6 cặp như vậy. Mà khi hên xui nhiều khi có cặp gắn lớn thì mình ngon. Còn chứ nó chạy gắn 3 thì thường xuyên các bạn, cặp gắn 3, cặp gắn nhì đồ. Còn được cặp nhất còn đã nữa.
Còn cái này được một con nhất, một con nhị, một con ba, một cái bẫy chạy ba con. Cái bẫy này đủ tiền các bạn. Quá khứ rồi. Chạy cứ ngắt cái bẫy luôn. Nãy giờ không à. Để mình lấy cái túi gắn các bạn xem. Nãy giờ mình mới thăm chưa có nhiều bẫy chứ mà. Chưa thấm thía gì luôn, bẫy mình chân. Bẫy bữa nay 35 cái mà chạy muốn gần đủ bẫy nãy giờ. Rồi có con nào mồi ra, cái túi bằng ba lớn nè bạn. Nó hơn nửa túi vậy đó. Nếu mà đây tới cứu nó chạy nữa thì mình chắc phải đi ghé tiệm mua thêm cái túi mới nữa các bạn, mới chứa nổi. Cỡ túi cỡ gì nè. Túi nào đâu dưới 4 kg. Cái đại chạy gì nữa nè. Nội cái bẫy này không trên 1 kg. Bẫy thì ký mấy. Rồi, để mình tranh thủ bắt ra bạn ơi. Quá khứ cặp gắn này, ba con gắn này, một con nhì, một con nhất, một con ba. Vô cứ ngắt cái bẫy vậy luôn. Giờ mình kiếm cách bắt nó ra cũng hơi khó nữa. Được được các bạn. Họ vô gì mình còn chui dưới con nữa. Để mình kiếm cách nha bạn, nén nén nó hơi mình mới kiếm đường bắt nó ra được. Rồi, vậy là ra được đấy. Yêu cầu nó ra con được là dễ lắm. Quá khứ cái bẫy. Bẫy chạy cái bẫy này không là thấy doanh thu mình là tầm mấy trăm ngàn nha bạn, mấy trăm ca. Săn bắt này vậy bạn, tới hồi nó hên cái rồi chỉ cần cái bẫy một thôi là mình đủ tiền rồi đó. Còn có bữa mình lội nhiều khi ha, kỳ hóm mình lội nhiều khi nguyên một buổi luôn. Một ngày trời kiếm con gắn nhất đỏ mắt. Còn có khi thì chạy vậy đó, mà nó nào ngay thì hổm gài luồng bẫy của mình gắn bự chạy nhiều lắm mà. Đi cửa nào cũng có nhất. Hồi gần con gắn ba. Gắn này gắn ba ra trước nha bạn. Còn hai con kia nó cứ lui cái đuôi không à. Cái đầu không đi ra mà đi cái đường cái đuôi. Cứ ngắt cái bẫy hai con nó nông lực. Mình có con tay xe chở hơi chậm các bạn thông cảm ha. Tại cặp gắn này quá lớn mà. Có gà đó bạn ơi, gà được con gắn bự đó là gà đó. Hồi rồi. Con gắn này từ 8 lạng nha bạn. Quá đã. 7 lần gửi 8 lạng. Sướng tơi ngự. Quá phơi. Hàng quýt nha bạn, siêu phẩm. Quê mình mà cả này thôi cũng kêu khủng được rồi nè bạn. Quá đã. Con gắn nhì này cũng bự nữa bạn. Nhì cũng bằng kỳ. Mình có con tay một xì chuyển muôn lợi miếng gắn này. Còn con này đi trên em. Dưới không đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, gắn này tầm cả 4 lạng, hơn 4 lạng thôi bạn. Gắn nhì. Rồi, một cặp. Còn con gắn ba nữa. Ba con lần mà mình cặp không giáp rồi. Nội cặp gắn này không đủ phê nữa bạn. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trong đây mình có cái bẫy mà. Để mình bỏ vỏ đây bạn ơi. Vỏ xách gắn nó nặng quá. Mình ne theo ne không nổi. Thôi bẫy này có phăng mà nhẹ, chắc gắn không lớn hung. Thôi thành ba bạn ơi. Rồi con này cũng nhỏ ha, bạn cho mình qua cái ha, mình bắt ra trong âm thầm đi bạn ơi, khỏi quay ha. Đi tới cái tiếp theo, con nào bự bự mình quay chia sẻ bạn. Con này nhỏ, con này cỡ lạng lạng mày. Khu này mình cũng mới chạy nền được số 7 nha bạn. Cứ rồi đi mình chịch nền qua khu này được mớ. Nói chung cỡ này chỗ nào mà chậm dính là mình chịch nền hết. Tại cỡ này là đỉnh điểm gắn đi. Ờ, cái bẫy này hí lên thấy ém lúa nè bạn, mà không thấy phăng. Cũng nhẹ không nặng hung. Hồ gắn ba hay gắn nhì các bạn. Gắn cũng chậm mà. Gắn ba. Ba mà ba bự.
Rồi, để mình bắt ra luôn. 7 mã có, mới đặt xuống chạy, bạn đã bịt lúa còn chăn, chưa kịp ăn gì hết là dính rồi. Còn khu nào nó không có gắn rồi, mình để hoài nó cũng dính yếu xịu. Con này gặn nhì chứ nhì không nổi. Con này cỡ 2 lạng mấy bạn. Con này gắn 3, 2 lạng ngoài. Rồi để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình có cái bẫy bạn. Khu này mình mới chạy nền mà sao chạy cũng yếu bạn. Nãy anh Thăm cũng 3-4 cái. Chạy có con gắn 3 một. Thì những cái không dính đó, bạn cũng cho mình cắt bỏ bớt ha. Tại mình quay hết cái video dài quá chứ phần nữa là bữa nay gắn nó dính cũng mạnh. Mới vô đâu mười mấy 20 cái bể đậu chạy cho mấy kilo. Nãy giờ cái nó chạy hơi yếu rồi. Như cái này dính bạn. Gần gắn 3 còn chuột bạn ơi. Gắn 3 này cũng nhỏ bạn. Cái này bạn cho mình qua ha. Gắn 3 này tầm cỡ lạng ngoài ha. Tại bữa nay mình cũng nó dính nhiều gắn nó hơi thiếu chuột. Nên mình ngưng máy. Mình bắt gắn này ra để mình giữ chuột lại nha bạn. Gắn này đâu cỡ khoảng lạng ngoài ha. Mình còn số 7 này cũng hết các bạn. Nãy giờ khúc cuối nó dính yếu bạn. Mới vô dính quá dính cặp không. Cuối nãy giờ mình thăm nó không dính. Cái đường hơi khó đi. Như phần mình nghe cái vỏ sách gắn các bạn, có lắc các bạn không cảm ha. Từ nay vỏ sách gắn chạy quá chạy. Mới vô thăm không như cái bẫy chứ. Chạy. Trồ túi, sách luôn nổi. Cái này mình cũng đặt cái nha. Không lấy phần phiếu trên. Hồi dính bạn, không hành. Gắn nhì hay gắn 3 gì á. Con này chắc mình nghiêng gắn 3 quá bạn. Để bắt ra coi được nhì không. Thấy cái bụng trong bắp kiểu này chắc gắn 3. Mới làm như mới vô nó ăn chuột luôn. Con này mới vô. Gà. Thôi vậy mà ổng nhào chứ vô. Tại mình sợ nó chạy mình chụp đó bạn. Cái nó nhào chứ vô. Gà lại. Tại đây cỏ không à, mình mà chụp cái là nó vô cỏ là mắc liền hiểu không? Con này tầm có 2,5 lạng, 2,7 lạng bằng 3 lạng không nổi. Nó mới vô nó ăn cái chuột bụng còn chì phì. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới những cái bẫy cuối nha bạn. Hy vọng mấy cái bẫy cuối có hốt được con nào lớn lớn không? Chứ nó nào ngay nãy giờ gắn chạy cũng im lắm. Nãy giờ khúc đậu chạy trúng. Chạy 2 con, 3 con, 2 con, 3 con chạy cặp thứ ham. Bữa nay nói chung là gắn cặp chạy đỉnh điểm. Được 2 con nhất chứ 7 con gắn gì đó bạn. Nhiều đó thôi là mình sống khỏe rồi. Một túi rồi. Giờ để mình vô chuột đặt lại cái bãi này. Đi tới cái tiếp theo. Mình về điểm này còn mấy cái bẫy nữa hết mà. Mấy bẫy này mấy cũ. Bãi này lúc mới đặt xuống cũng chạy lên. Thăm mấy cứ gọi chạy yếu xìu. Hết gắn. Mấy bẫy này để cử sao có gì mình chạy nền đó. Rồi, cái bãi này còn chuột bạn ơi, để mình vô lúa đặt lại. Quê mình giờ ông trời cũng đang chuyển mưa quá bạn ơi. Còn có 2 cái bãi nữa. Thăm tranh thủ xong thả về để mưa. Dưới đây mình có 1 cái nữa. Thôi, cái bãi này khá nặng nha bạn. Còn gì đây, hy vọng con hổ hạnh nha. Để có con hổ ngựa à. Hồi ơi. Nó chạy đâu cho một cặp hay gì nghe bạn. Con gắn 3, con gắn nhì hay gì á. Quá khứ. Bữa nay nói chung là một ngày bảo gắn cặp đó bạn. Bảo gắn cặp tháng 10 ha. Tháng 10 là tháng đỉnh điểm gắn cặp.
chạy cho một cặp bạn ơi, con nhì bệnh kỳ, con nhì đâu có 4 lạng mấy, 5 lạng không chừng. Với một con gắn bà. Hầu vô cái bãi này nó chạy 3 con luôn chứ không thèm một con nữa bạn ơi. Nó nổi mồi đầu này ha, dơ quá nên mình né máy chút. Nó chạy cho 3 con bạn ơi. Hai con gắn ba, một con gắn nhì. Bữa nay bảy nó không chạy thôi nha bạn, chạy là 1 cặp 1 con, chạy 1 cặp hoặc 3 con không chừng vậy đó. Nói chung là cái số 7 cũ thì nó chạy còn thưa đó, còn có số 7 mình chạy nền đâu mấy cứ trước ấy ha, là hồi nãy mình thăm đâu chừng mười mấy 20 cái bãi đậu mà. Nó chạy đâu là một túi gắn rồi đó, mà nãy giờ mấy cái cuối thì nó chạy cũng yếu nha bạn. Với con điểm mình chạy bà nền cũng 5 6 cái mà nó chạy sao có 2 3 gắn ba. Còn nhầm điểm mình chạy nền trúng điểm một cái. Chạy cặp con đấy mà ham. Quá khứ. Mai gắn cặp chạy thấy mê luôn. Con nhì này nữa mình 8 con gắn nhì rồi đó bạn. Con bóng lộn nha bạn, con này tầm cỡ 4 lạng rưỡi. Con nhì này nó 8 con nhì hai nhất rồi đó, nó nhiều đó là sống khỏe rồi nha bạn. Hai gắn ba này cũng bự nữa luôn. Con ba này chắc cỡ 1 lạng mấy. Lạng mấy gần 2 lạng chứ không được 2 lạng. Con trong đó bự hơn được một chút. Rồi xe đầu này em, xe này ra em ơi, viết về em ơi, mưa tới. Mình có con tay để mình xe xe bắt bạn xem ha. Con tay 1, 2, 3 con, khó cầm. Đây nha các bạn, 3 con, 2 con gắn 3, 1 con gắn nhì. Bãi này chạy cho 3 con lượt. Rồi, quá phê dữ bữa nay. Bữa nay xách cái túi gắn biết mệt. Lâu lâu cũng bảo gắn bữa nha các bạn. Nên này bảo gắn cặp tháng 10 các bạn ơi. Tháng 10 tháng đỉnh đẹp nên bảo gắn cặp. Bữa nay gắn cặp chạy nhiều. Giờ mình còn cái bãi cuối cùng. Giờ để mình vô mình thăm có dính không nha các bạn. Mình tranh thủ thả về để em chạy mưa. Trước đây là cái bẫy cuối cùng nha bạn, bẫy cuối cùng của chuyến thăm hôm nay. Rồi bẫy này bữa nay nhẹ que hả bạn ơi, em tí còn luôn nè. Rồi giờ để mình vô mình lúa đặt lại rồi thả về nha bạn, khi nào mình về tới nhà mình tổng kết thành quả bạn ơi. Quê mình giờ ông trời đang chỉ mưa quá, tranh thủ mới được để mưa. Mình cũng vừa về tới trại mình nha bạn, hên quá không bị mắc mưa bạn ơi. Đi có lắc các bạn cảm ơn quá khứ bữa nay cái vỏ sách gắn mà. Bữa nay nó dính gì kinh điển các bạn, nói chung là bữa nay kỷ lục luôn bạn, kỷ lục về số lượng gắn mà chạy gắn cặp luôn các bạn. Chứ mình không có biết nó có phá kỷ lục nổi số lượng ký không, chứ số lượng mà về chạy gắn cặp là nó có khả năng phá kỷ lục đó bạn. Cái túi cỡ này nè bạn, trùng ngụm như nè. Bữa nay đâu nó chạy cho 8 con gắn nhì, 2 con gắn nhất, 3 con ngựa, còn nhiêu là gắn hoành ba nha bạn. Bữa nay gắn lớn chạy nhiều lắm. Chạy cặp cặp thấy mê vậy bạn ơi, coi cái túi nó cứng nửng vậy luôn nè, viết mà gắn nó quắn một cục cỡ lớn nè. Bữa nay thì mình không biết có phá kỷ lục không, thì nói chung từ đầu mùa tới giờ của mình á, cái bữa nhiều nhất của mình là 8 kg mấy nha bạn, mình nhớ 8 kg 7, 8 kg 6 hay 8 kg rưỡi gì á, cũng lâu lâu rồi mình quên rồi. 8 kg mấy cũng mấy cử đó, nhưng mà chưa có bữa nào được 9 kg, còn bữa nay thì mình không biết làm sao. Nhưng mà bữa nay thì nói về số lượng gắn cặp thì nó chạy là kỷ lục nha bạn, nó chạy nói chung là quá khứ luôn á. Chạy cặp cặp, cặp 2, cặp 3, cặp 2, cặp 3 không. Bữa nay bảo gắn bằng bảo gắn cặp. Bảo gắn cặp tháng 10 ha, tháng 10 là tháng đỉnh điểm của gắn cặp đi. Bữa nay cây căng nhỏ thì mình đón chắc căng không hết nổi như bạn. Để mình đem coi cây căng lớn nè, bữa nay cây căng lớn em mình nó bỏ nhà nè. Chứ cũng có bữa nó đem đi ra ruộng nó căng mít ngoài bạn. Rồi bữa nay giữ kỷ lục bạn ơi. 9 kg mấy nha bạn. Đây. 9 kg mấy mình trừ cái túi như còn 9 kg đi bạn. Rồi bữa nay phá kỷ lục luôn. Bảo gắn cặp tháng 10. Bữa nay gắn cặp nó chạy nhiều bởi vì nó mau vô ký bạn. Ý là mình có con số 7 là ở điểm cũ nó cũng không dính đó bạn, chứ còn thằng có mấy cái mình chạy nền cũng 5 6 cái 7 8 cái mà chạy 2 3 gắn 3 nó không chạy gắn bự. Chứ nó chạy gắn bự như từ đầu ha, mới vô đề 3 cái chạy hết biết rồi. 9 kg hơn 9 kg bạn ơi, quá khứ cái túi gắn nè. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây các bạn ơi. Nói chung là bữa nay trúng lúc nha bạn. Thì bữa nay thành quả của mình là hai con gắn nhất con cỡ 6 lần rưỡi 7 lạng, còn một con thì cỡ 8 lạng nha bạn. Như đâu 8 con hành nhì, mà hành nhì bữa nay bự bự không bạn, hành nhì con bành bành thôi. Như đâu 3 con hổ ngựa với một mớ gắn ba, thì thành quả mình cũng 9 kg hơn 9 kg gì đó, mình tính như 9 kg rồi bạn, tối hết biết không.
Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho mình xin một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Bữa nay thì mình không có quay trong cái túi gắn được nha các bạn, tại do quá trời nhiều bạn ơi. Mình mở ra mấy con ngựa nó bay ra cứng túi nữa bạn. Cái túi này mình ém dám có 10 kg luôn mà, vì là còn hơi lỏng lỏng mà, còn 9 kg, hơn 9 kg nè. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho mình xin một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.